Rồi, hello bạn, hôm nay có dịp giao lưu trong với anh em trong cộng đồng phát triển chuối cây Việt Nam. Rồi em giới thiệu nè, tên gì, sinh năm nhiêu? Vâng thì em là Dương, 2K1. Rồi em đã lên được bao nhiêu rồi? Lên được 1 sinh viên. Rồi em tên gì? Dạ em tên là Đức, sinh năm 2002, tên độ 1,5cm. Ừ, 1,5cm. Rồi hôm nay mình sẽ cho hai bạn này tập một cái tập superset. Superset là gì? Superset là phương thức tập kết hợp nhiều bài tập trong một hiệp mà không có thời gian nghỉ. Thì sẽ tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập bài bật xe kết hợp với chạy nâng cái đuôi tại chỗ, lặp đi lặp lại đến khi nào chúng ta mệt là một hiệp nha. Thì số lượng mình đặt ra cho hai bạn ngày hôm nay là 10 cái bật xe và 50 cái chạy nâng cái đuôi, một chân là một cái nha, lặp đi lặp lại đến khi nào mệt nha. Rồi hai đứa đứng cách hai nè, không đứng nhưng mà đứng như này á. Rồi bật tới là 1, 2, 3. 1, rồi quay lại. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, rồi nhảy lên cái đuôi luôn. Vô. 50 cái nha. Từ đếm nha. 6, nhảy lên cái đuôi lại tiếp tục bật xe nha. 1, vô, nhảy. 1. Quay lại. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Cái nữa. Rồi nhảy lên cái đuôi, tiếp cố lên, vượt qua giới hạn nào. 50 cái. Hết đội đúng không? Rồi bật xe chuẩn bị là tiếp này. 1, 2, 3. 1. Khi nào đuối là một hiệp nha. 2. 3. 4. 5. 6. Cố lên. 7. 8. 2 cái nữa. 9. 10. Rồi tiếp nâng cái đuôi lần cuối nè. Cố lên vượt qua giới hạn 50 cái. Tập nét luôn. 来了 Tao cảm thấy như thế nào? Phê, rất là phê. Quá phê. Em muốn chúc các bạn trong cộng đồng phát triển chuối cây gì không? Thì mình cũng xin chúc tất cả các bạn chúc cái gì vậy? Chúc các bạn cao lên thôi, cố gắng mà tập đi. Rồi em, sao cảm thấy như thế nào? Dạ cảm thấy mệt. Ở nhà có hay tập vậy không? Dạ nghe hả? Lâu lâu mới tập á. Em muốn chúc các bạn trong cộng đồng phát triển chuối cây gì không? Là thấy chúc các bạn phải kiên trì thật, nặng nặng thật tốt để có được chiều cao mình mong muốn. Rồi